Ngày 28 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo phương án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp huyện Định Hóa năm 2024. Dự thảo phương án hỗ trợ phát triển cây quế theo đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2024 từ nguồn ngân sách huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan liên quan, trưởng các ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, trưởng các ban tổ chức chính trị xã hội của huyện, cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đại diện hộ trực tiếp tham gia sản xuất của ba xã Quy Kỳ, Bộc Nhiêu và Kim Phượng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo hai phương án. Đối với dự thảo phương án sản xuất nông lâm nghiệp, các đại biểu đề nghị xem xét làm rõ nội dung về hỗ trợ phát triển cây na, kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, cần giao chỉ tiêu phân bổ cây chè phù hợp với điều kiện địa lý của địa phương, chỉ tiêu cây ngô cần điều chỉnh với thực tế, quan tâm hỗ trợ con giống thủy sản, giải pháp bảo vệ môi trường, quan tâm đến công tác phòng chống dịch, v.v. Đối với dự thảo phương án hỗ trợ trồng quế, các đại biểu đề nghị cần quan tâm khuyến khích mở rộng thị trường đầu ra cho cây quế, đề xuất nâng cao hỗ trợ cho rừng sản xuất, xây dựng nhà máy chưng cất tinh dầu quế tại khu vực Kim Sơn để thuận tiện cho người trồng quế, tránh lãng phí lá quế, cắt tỉa không vận chuyển đi xa được, quan tâm đến chất lượng, loại cây giống và tuổi cây quế giống, thời gian bàn giao cây giống để đảm bảo chất lượng cây giống. Sau khi nghe các ý kiến, các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu, làm rõ một số nội dung theo ý kiến của các đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp thu các ý kiến, đồng thời sẽ tổng hợp và có thông báo kết luận với các đơn vị.